Ông xã chị có máu cờ bạc trai gái? À, ổng cờ bạc nhiều nhưng mà trai gái thì không thấy. Chưa thấy thôi chứ không phải là không thấy. Bởi vì hàng ngày chị đi theo chân ông ấy đâu mà chị biết được. Không đi theo chân thì không biết được. Ông dính cả hai luôn, cả cờ bạc cả trai gái luôn. Phá do chị tử đó thôi. Nói chung là chị vướng vào ông này thì cuộc đời của chị coi như là chấm hết. Chị biết trước là duyên nợ đó thầy. Ông này thì làm được nhiều tiêu nhiều, làm được ít cũng tiêu nhiều, gây nợ ra rồi bản thân chị là phải đi trả nợ. Nói miệng thì hay lắm, như đến việc làm thì chả ra gì. Chính xác rồi. Chỉ khiến cho vợ con buồn phiền. Ra ngoài thì được có mấy thằng bạn nó tung hô lên, phồng cái mũi lên. Như đến rồi gặp chuyện lúc đau ốm rồi, lúc không có tiền nợ ngập đầu, có đứa bạn nào nó gánh đâu. Đúng là nợ nhiều á thầy, nợ nhiều mà hồi trước là có ông bố. Ông bố không trả cho. Vậy mình cũng trả một ít thôi, nhưng mà để bố không trả, giờ bố mất rồi. Tóm lại ai là người phải gánh đây? Chị chứ còn ai nữa. Nếu chả có thằng bạn nào của ông ấy vào đây gánh cho ông ấy cả. Khổ thế. Và trong năm nay, năm ngoái năm nay ông nó còn phá nữa. Thì đang ta biết là ông phá đó, nhưng mà mình kệ ông. Sống cho mình. Rồi chị mà không lo cẩn thận ấy. Nhiều khi cái nhà cũng không còn để mà ở đâu. Có sổ đỏ cũng cắm đi đấy. Đúng rồi, thành ra là sổ đỏ là nhờ ông anh ông giữ giùm. Biết ông vậy nên là tránh hết rồi. Rất là đau đầu, rất là áp lực. Khổ ơi là khổ. Toàn nghe người ngoài, không có chịu nghe ai trong nhà hết á. Với lại nghe anh nữa. Bố mẹ còn nói không được, còn muốn ngồi nhà. Một con người sống quá cà nể, sống quá buông thả. Có tuổi rồi, ngoài 50 rồi, đâu ít gì đâu. Rồi ông này cũng bệnh tật, cũng đi sớm rồi. Đúng rồi, cứ suốt ngày rượu chè, thuốc men, rồi cờ bạc, số đề, số đó. Mình biết nhưng mà cũng không thèm nói làm gì, nói mất công cái lộn. Bản thân chị không nói được, nói hoài rồi bắt đầu đâm chán rồi. Đúng rồi, chán rồi, bây giờ chị kêu là sống với việc vợ chồng, vì con, vì cái thôi, vì bản thân mình. Khi mà ai mà tới đòi nợ nó thì kêu là tự tìm bản mình mà đòi, chứ tôi không biết. Về cái bàn tay chị thì được mỗi cái là cái cung con cái nó tốt, xấu được nhờ về con. Các cháu sau này sẽ thành công, con cái nó ngoan, nó không học giống bố nữa. Đúng rồi, có thằng con trai nó cũng không có theo bố, nó cũng không bố cờ bạc rượu chè đủ đầy đủ nên nó thấy nên tránh. Nên là thôi, ông trời vẫn thương chị, cho chị vớt vát được về được con cái. Còn ông này thì em nghĩ cứ theo cái đà này không quá 5-7 năm nữa đâu, rồi cũng đi thôi. Bệnh tật nhiều lắm rồi nhưng mà không đi khám, không đi chữa gì hết. À, đúng rồi đó, thầy nói đúng đó. Thấy là suốt ngày ho với ấy không mà bảo đi khám đi thì không chịu. Kêu nó kệ ổng, cũng làm gì ổng làm, mặc xác ổng. 5-7 năm nữa thôi, chả tới cái 60 tuổi đâu, cũng đứt thôi. Rồi năm nay 51 tuổi rồi còn gì nữa. Ok. Cũng chỉ hưởng dương chứ không có hưởng thọ đâu. Hưởng dương là trước 60, còn hưởng thọ là phải ngoài 60. Một con người mà cái lối sống bê tha, chả có tạo phước, mà toàn đốt phước của bản thân đi. Đấy, sống không để cho người ta kính nể, mà sống để người ta chửi vào mặt cho. Thế sao? Rồi cuối cùng nó cũng đi thôi. Thầy cái gì đó đang nói là cứ nghe người ngoài. Nghe thì đấy, nghe người ngoài xong là khi gặp chuyện đấy thì có người ngoài nào nhảy vào giúp đâu. Đúng rồi, lái là nó chạy hết, có đâu. Có vợ có con thôi, khổ đấy. Đời chị vướng vào ông này như là dính phải phân rồi. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn
phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.